này gọi là tâm bất tương ưng hành pháp. Tại sao là bất tương ưng hành? Nói theo danh từ hiện đại, bất tương ưng hành nghĩa là chẳng hợp tác. Quý vị chẳng hợp tác với tôi cũng chẳng hợp tác với quý vị. Thí dụ, tôi nói, chúng ta hãy đi về hướng đông, nhưng quý vị lại đi về hướng tây. Đó gọi là không hợp tác, đó cũng là không tương ưng. Muốn tương ứng thì phải hợp tác. Tôi nói đi về hướng đông thì quý vị phải đi theo hướng đông. Tôi nói đi về hướng tây thì quý vị phải theo về hướng tây. Giống như trong tay tôi có một nắm gạo cho bồ câu ăn, các con bồ câu liền bay đến ăn. Đó là tương ưng, nếu chúng nó chẳng ăn thì chẳng phải là tương ưng. 24 loại bất tương ưng này cùng ai chẳng hợp tác đây? Nó cùng với tâm pháp quý vị không hợp tác, cùng với tâm sở hữu pháp, sắc pháp và vô vi pháp đều không hợp tác. Tại sao lại nói vậy? Vì công dụng của tâm và tâm sở đều hay duyên ngoại cảnh bên ngoài, trong khi 24 món bất tương ưng này không có cái công dụng như vậy, tức là nó không thể duyên với ngoại cảnh. Cho nên cùng với tâm và tâm sở không có tương ưng với nhau. Và tại sao nó cũng chẳng tương ưng với sắc pháp? Vì các thứ tương ưng này không có hình chất, không có chướng ngại, không có tự tướng và bổn thể, hoàn toàn hư giả. Vì chính nó là hư giả cho nên đối với các phương diện vừa kể đều không thể tương ứng. Pháp thì có chân có giả. Hiện giờ tôi đang giảng pháp giả cho quý vị nghe đây. Biết được các pháp giả thì mới hiện ra chân tánh. Nếu các pháp giả không biết thì làm sao đắc được các tánh thật. Nhận giả làm chân, đó gọi là giả trong cái giả, hư vọng trong cái hư vọng. Tất cả các pháp xưa nay vốn là hư vọng mà quý vị lại ra thêm một lần hư vọng nữa. Cũng như tôn giả Anan muốn được chân pháp nhưng lại sợ mất cái giả. Bỏ không đành cái giả thì cái chân không thể hiện bày. Cho nên nói, xả bất liễu giả thành bất liễu chân, xả bất liễu tử, hoán bất liễu sanh. Bỏ chẳng xong cái giả thì không thành được cái chân. Bỏ không xong cái chết thì đổi không được cái sống. Tuy 24 món giả pháp không có hình tướng, nhưng nó có sanh diệt. Vì có sanh diệt nên cùng với pháp vô vi lại chẳng tương ưng với nhau. Pháp vô vi không có sanh diệt, 24 thứ pháp giả đều có sanh diệt ở bên trong. Chúng do tâm pháp, tâm sở hữu pháp và sắc pháp, ba thứ này hỗ tương với nhau hiển ra hình bóng của chúng, cho nên nói là giả, không có một cái nào thật cả. Có người nói, tôi hôm nay tôi tới chùa muốn nghe pháp thật mà vị pháp sư này giảng toàn pháp giả. Nếu tôi biết là giảng pháp giả thì tôi chẳng thèm đi nghe đâu. Quý vị không nghe pháp giả cũng không có pháp trơn, nhưng quý vị trước tiên cần phải nghe pháp giả rồi sau mới có thể nhận ra được pháp trơn. Đó chính vì trơn mà nói giả, bỏ được cái giả thì cái trơn sẽ hiện bày. Bây giờ chúng ta nói đến 24 pháp bất tương ưng. 1. Đắc. Vì sao gọi là đắc? Đắc từ đâu ra? Nó đến từ tâm tham, do tâm tham sanh ra. Ở trong trạng huống không thể được mà mong mỏi có được. Như có một người tưởng tượng rằng mình đã được một thỏi vàng, nhưng có thật là họ đã được thỏi vàng chưa? Thỏi vàng này thật không thể đắc được cái, đắc này chỉ là hư danh, là giả. Cho nên pháp này cũng là giả luôn. 2. Mạng căn, mạng sống của chúng ta. Từ chủng tử thức thứ 8 đầu thai ra là đã có sanh mạng. Cái sanh mạng này phải có đủ 3 điều kiện là thọ, noãn và thức. Thọ là số 5 tuổi. Noãn là hơi ấm của thân, thức là thần thức tức thức thứ 8. Có thức thứ 8 ở trong thân thì có mạng căn, còn đi khỏi là mạng căn không còn. Cho nên nói mạng căn cũng là giả, không phải thật vậy. Chớ nên tưởng mạng căn của chúng ta là chân thật. Bất kể như thế nào tôi cũng quý cái thân này, không để ai đụng chạm đến, cũng như không muốn nghe ai nói đến tôi một lời không tốt nào. Đó là vì còn chưa buông xả được mạng căn này. Cho nên chẳng được khai ngộ, chẳng được thành Phật. Cái mạng căn này đã làm hại chúng ta rồi mà chúng ta vẫn quý trọng như của báu. Trong tâm lúc nào cũng tưởng, thân mạng tôi đây thật là quý giá vô cùng. Đó chính là chấp trước nhận giả làm chơn và nào biết rằng. Mạng căn chỉ là giả còn tự tánh mới là chân thật. 3. Chúng đồng phận là mọi người. Đại chúng, đều có một phần tương đồng với nhau. Thí dụ, quý vị có cái thân thể này thì quý vị là một phần, tôi cũng có thân thể này, là tôi có một phần. Tất cả mọi người đều đồng có thân thể này, đấy gọi là chúng đồng phần.
Phàm phu với phàm phu là chúng đồng phần, nhị thừa với nhị thừa là chúng đồng phần, Bồ Tát với Bồ Tát là chúng đồng phần. Trong chúng đồng phần có chỗ bất đồng, như người phương Bắc nói. Người cuồng, quang, với người thận trọng, hoan quyến, hai chữ đều có bộ khuyển, quan, bên cạnh, trong, luận ngữ, nói. Người cuồng cứ nhất định phải tiến tới, người thận trọng có những điều không làm. Ngoặc kép mở ngoặc đơn. Cuồng giả tiến thủ, quyến giả hữu sở bất phi. Chấm. Người cuồng thì tích cực bất kể tất cả, làm việc hấp tấp bừa bãi, còn người thận trọng thì tiêu cực cái chi cũng chẳng muốn làm. Người cuồng phê bình người thận trọng rằng, anh thấy họ có hữu dụng gì đâu. Suốt ngày từ sáng đến tối chẳng làm gì chỉ biết ăn ngủ thôi. Những hạng người này chẳng bằng giết quách cho rồi. Người thận trọng liền nói, anh xem người này cái gì cũng làm, thế giới này có thể bị nó làm hư hại mất, cái người như vậy nên sớm tiêu diệt nó đi. Hai người này đều có ý tiêu diệt lẫn nhau, tật đố với nhau, luôn luôn chướng ngại và hủy báng lẫn nhau. Giống như chuyện của người bán khôi giáp và người làm cây mâu. Người làm khôi giáp cứ sợ khôi giáp chẳng đủ kiên cố chắc chắn, có thể bị đao thương kiếm kích đâm thấu. Người làm đao, thương kiếm kích cứ sợ rằng vũ khí mình làm không có đâm thấu được khôi giáp. Đó là hai cái loại vũ khí của người tập luyện võ thuật nên gọi đó là chúng đồng phần. Nhưng một loại dùng để bảo vệ người và một loại thì dùng để giết người. Đó là chúng đồng phần ở trong cái chỗ bất đồng. Lấy vấn đề tu thiền và học giáo không tương dung làm thí dụ. Hôm qua có một vị tới nghe pháp hỏi tôi thuộc tông phái nào. Tôi nói tôi không thuộc tông phái nào hết. Tại sao lại nói không thuộc tông phái nào? Vì nói không có tông phái thì người ta không có cách nào để công kích. Nếu có tông phái thì thiền tông nói giáo tông chẳng hay, giáo tông nói thiền tông chẳng đúng mà hủy báng lẫn nhau. Đó là để chứng minh cho câu chúng đồng phần ở trong chỗ bất đồng. Lại thêm nữa, từ xưa nay có những người rảnh rỗi thường hay bài báng, nói. Khổng Tử vốn không có tri thức, hoặc có người kia lại cho rằng, Mạnh Tử thì chẳng hiểu gì, so ra tôi còn có trí tuệ hơn. Quý vị xem, tất cả đều là người nhưng lại bài xích lẫn nhau, nào là anh không tốt với tôi cũng chẳng tốt với anh. Đấy cũng là chúng đồng phần trong cái bất đồng của nó. 4. Dị sanh tánh, trong tương đồng có sự khác biệt, trong sự khác biệt có sự tương đồng, đó gọi là dị sanh tánh. Như đồng là người nhưng mỗi người đều có một sở thích và tập quán khác nhau. 5. Vô tưởng định, đó là lối tu của ngoại đạo. Họ chán sanh tử tìm cầu xuất ly, giải thoát. Họ dùng một sức mạnh để khống chế tâm và tâm sở không cho hoạt động, đình chỉ tư tưởng. Nhưng thực hành biện pháp như vậy chỉ là cách miễn cưỡng. Cũng như dùng tảng đá để đè lên cỏ, làm cho cỏ không tăng trưởng được nhưng gốc rễ nó vẫn còn đó. Câu sanh ngã chấp của thức thứ 7, tức là cái chấp ngã đeo đuổi ta từ vô thủy kiếp cùng với ta sanh ra ngày hôm nay. Cùng tồn tại với thức thứ 8, mạng căn, khi đó gọi là vô tưởng định. Tu vô tưởng định thì được sanh lên cõi trời vô tưởng. 6. Diệt tận định, cũng là pháp tu của ngoại đạo, cũng là dùng phương pháp miễn cưỡng để tu. Cũng đồng với phương pháp trước là đình chỉ ý thức thứ 6 và tâm sở không khởi vọng tưởng nữa, miễn cưỡng không sanh vọng tưởng. Tưởng như vọng tưởng đã diệt hết rồi. Tuy nhiên, lúc này câu sanh pháp chấp của thức thứ 7. Tức cái chấp pháp này cũng theo ta từ vô thủy cùng với ta sanh ra ngày hôm nay và so với chấp ngã, sự chấp pháp này vi tế hơn một chút cùng với thức thứ